Xin chào tất cả các bác nha, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi. Đấy, máy ngày hôm nay gồm có 6 cây nhá. Đầu tiên có một cây Makita này, Tanaka tay cụt này, có con Yobi nhá, có Shinawa, có Echo, đó, chuyên cho đi khai thác chuyên nghiệp nhá. Đó rồi, trước khi em giới thiệu video, các bác xem video em thử like, đăng ký kênh để thông báo. Có thể mua hàng là 0862 567746 nhá. Đó, tụi em có liên kết cả Zalo đấy. Sản phẩm bác mua cưa đã gồm rũa tip và tô vít này, ba món theo kèm, bên em có bán ship toàn quốc bác nhá. Đó, sẽ bảo hành cho bác là 6 tháng đó, đến nữa bác được kiểm tra hàng này, test hàng thoải mái luôn. Rồi, nó là em để lô chữ B. Đó, đầu tiên B1, một con Makita MDE 4400. Đó, con này công suất là 40cc, được trang bị lam mặt cắt là 35, xích là xích chung 91. Đó, con này rất là liền lạc luôn, tháng thì trắng còn đầy đủ nhá, bơm trong phụ này. Đó, con này này, mà tiền của nó này rất là đẹp luôn, hàm rồng còn trắng tươi nhá. Đó, làm zin theo máy luôn, là Makita. Đó, dòng phân khúc này là 40cc, đó, cắt củi gia đình thì quá ngọt luôn. Đó, hoặc các bác đi cắt những cây cây đồng trùng quế kiếc nhá. Đó, những cây mà gỗ vanh to bằng thô sơn thoải mái luôn. Đấy, dòng Makita này chạy cực kỳ là bền, lại xăng luôn nhá. Đấy, con này nhìn rất là liền lạc, hàng bãi mà. Còn trắng chứng tỏ máy sử dụng rất là ít luôn. Đó, 40cc, nòng con này lên 40 ly. Đó. Máy móc này. Rồi, con này trọng lượng rơi vào 5 kg. Đó, B1 giá là 1.800.000, bao ship toàn quốc các bác nhá. Đấy, các mặt chúng ta. Đó, test nòng các bác này. Tầm trung thì quá ngon luôn nhá. Đó, rất là khỏe, chạy thì cực kỳ là bền, giá thì cũng vừa phải, giá rẻ các bác nha, 1.800.000, bao ship toàn quốc. Đó, bao ship toàn quốc. Rồi, tiếp theo con B2. B2 thì em còn Tanaka. Đó, con này là Tanaka tay cụt. Con này công suất là 33cc các bác nhá. Đó, được trang bị làm mặt cắt là 30 này, xích là xích chân 25. Đó, con này ngoại hình máy thì rất là liền lạc, nhưng mà nó không được đẹp các bác ạ. Đó, nó không được nhìn là bắt mắt lắm. Đó, bộ thông phụ này, con này trọng lượng rơi vào 4 kg. Đó, thích hợp cho bác nào leo trèo tỉa cành, cắt tỉa cái cành trên cao nhá. Đó, dòng này thì cắt củi gia đình, hoặc bác nào chưa sử dụng cưa bao giờ các bác nên tham khảo con B2 nhá. Đó, con này rất là nhẹ luôn, các bác phụ nữ dùng rất là thoải mái luôn. Đó, 4.5 kg, 33cc. Đó, con này chạy hai lá bạc các bác nhá. Đó, siêu VIP luôn. Đó, rồi, con này giá là 2.000.000 bao ship nhá, con B2. Đó, test nổ cho các bác này. Nhẹ nhàng luôn. Đó, trọng lượng rơi vào 4.5 kg. Đó, đeo chảo thì quá nhẹ nhàng. Đó, con này sử dụng một tay, hai tay đều thích hợp nhá. Đó, con này giá là 2.000.000 bao ship toàn quốc. Và tiếp theo con số 3 thì một con Ryobi ESK 3835. Con này là do nhà máy Hubala sản xuất các bác nhá. Đó, Hubala sản xuất thì nó quá nổi tiếng rồi. Đó, con này cũng có được 38cc. Dòng này các bác cắt tầm trung với tiết thì siêu ngọt luôn. Dòng này có đặc điểm là siêu cực kỳ là bền. Đó, thằng nghĩ càng chiếc còn đầy đủ luôn các bác nha. Đó, bên thằng phụ. Đó, con này được trang bị lam mặt cắt là 35, xích là xích chung 91. Đó, mặt tiền của nó này, hàm rồng bô bọng còn đủ các bác nha, bô bọng còn trắng luôn. Đó, ESK. Đó, dòng này có trợ lực lớn này, giúp độ nhạy nổ bác sẽ cao hơn. Đó, các bác nào mà có tuổi giật thì bác siêu nhẹ nhàng. Đó, rất là khỏe, nghe tiếng bô này rất là êm luôn, bô giảm thanh nghe tiếng rất là êm nhá. Đó, rồi, trọng lượng con này rơi vào tầm 5 kg thôi. Đấy, con số 3 giá là 2.300.000, bao ship toàn quốc. Đó, test nổ cho bác này, rất là nhẹ nhàng luôn.
là 2.300.000 bao ship toàn quốc. Đó, rồi, tiếp theo con số 4, số 4, số 5 là hai em cầm con hai con Shinowa nhá. Đó, con B4 là Shinowa E300S. Đó, Shinowa E300S. Đời này đời có chất lực các bác nhá. Giật thì có siêu nhẹ nhàng luôn. Con này trong bị làm mà cắt là 35, xích là xích chân 25, còn lại có hai ốc giữ lam luôn. Đó, con này đặc biệt là tua rất là cao, thương hiệu số 1 của Nhật Bản rồi, Made in Japan. Đó, con này công suất đó rồi 30cc. Đó, dòng gia đình siêu VIP, tua này rất là cao các bác nhá, tua rất là cao. Thì anh em miền Tây rất là thích sử dụng dòng này. Đó. Đặc điểm rồi, màu đỏ rất là đẹp luôn. Con này đẹp phải tầm 95%. Đó. E300S. Đời S này là đời có trợ lực này, giúp độ nhảy nổ bác sẽ cao hơn nhá. Đó, bác nhìn dây bãi còn trắng tươi luôn. Đó, con này trọng lượng rơi vào 5kg thôi. Tua rất là nghẹt tiếng, rất là thích luôn nhá. Đó, B5 giá là 2.500.000 bao ship toàn quốc. Đó, tiếp theo con số 6, con B5. B5 thì em còn Shinowa nhé. Con này là Shinowa đầu trâu này. Đó, con này màu trắng, con này Shinowa SSE 360 SD, dòng SD nhé. Con này trang bị lam mà cắt là 40, xích là xích chung 91. Đó, làm zin theo máy luôn. Đó, Made in Japan. Đó, con này tua cực kỳ là cao nhé, tua cao hơn con số 4 này. Đó, con này công suất rồi vào 40cc. Đó, trục diệt trợ lực. Đó, giật thì nó siêu nhẹ nhàng luôn. Đó, làm 40. Đó, trong lượng này rơi vào 5kg. Đó, các bác miền Tây rất là thích đi cắt dừa nhé. Cắt dừa thì gọi là quá là bốc luôn, cắt rất là sướng. Đó, dừa cưng cắt rất là ngon. Rồi, giá con này giá là 2.700.000. Đó, con B5. Đó, đây bãi trắng tươi luôn. Echo này, con này là Echo 452. Đó, con này công suất rơi vào 45cc. Đó, hàng Kyorit Echo. Đó, dòng Echo này là dòng chuyên cho bác đi khai thác nhá. Đó, hàm rồng còn đủ này, 1, 2, 3, 4, 5 cái răng, rất là sắc luôn. Đó, lam Latin. Đó, con này lam 40. Mặt cắt là, đó, mặt cắt là 40 này. Xích là xích, chạy xích chân 325 các bác nhá. Lam Latin luôn. Đó, hai ốc giữ lam. Đó, con này trọng lượng rơi vào khoảng 7.5kg. Đó, dòng này cắt thì gọi là siêu ngon luôn. Đấy, dòng này các bác cắt cả ngày nhá, cắt từ sáng đến tối thoải mái luôn. Đó, dòng máy này cực kỳ là nhạy nổ luôn. Đó, các bác giật nhẹ nó cũng nổ nhá. Đó, nghe tiếng rất là ấy luôn, đầm máy, hai ốc giữ lam. Đó, Made in Japan. Đó, 452 này giá là 2.300.000 bao ship các bác nhá. Đó, rồi em sẽ test nổ con này bác nhá. Giật thì gọi siêu nhẹ nhàng luôn, máy càng nóng càng nhạy nổ nhé. Đó, ship toàn quốc. Rồi, em xin phép kết thúc video tại đây. Bác nào quan tâm sản phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp qua tối vàng là 0862 567 746 nhá. Đó, bác xem video trong chuyên like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.